một chiếc súp được các bác nhé. Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Thì ngày hôm nay em Dũng bên cơ sở 3 chuyên về hàng sự kiện của Hiếu Minh Audio xin được giới thiệu đến tất cả các bác một số dòng tủ máy cũng như là một số các cái thiết bị mà trong tủ máy tủ kỹ thuật để đánh các cái dòng loa này, dòng súp này mà các bác đang nhìn ở trên màn hình đây này. Thì với các cái tủ máy kỹ thuật thì như các bác cũng biết, bên em thì là một bên đại lý phân phối rất nhiều các cái sản phẩm và các cái thương hiệu của các đơn vị khác nhau. Chẳng hạn như là bên em có các bác hay để ý là cái có đồng bộ của nhà hãng BB Acoustic này. Đó. Thì đồng bộ là như thế nào? Đồng bộ là tức là tất cả các cái những sản phẩm của nhà hãng đều thiết kế để đồng bộ với nhau, từ đẩy, vang, mic, loa và sub. Đấy, thì là có nhà hãng DB Acoustic thì là một nhà hãng mà bên em gọi là phân phối và cũng như là có rất nhiều đa dạng rất nhiều cái sản phẩm, một nhà hãng cũng gọi là khá là lớn. Bên em phân phối và đa dạng hóa rất là nhiều sản phẩm, từ đẩy, vang, mic, tất cả các phân khúc từ KTV này, gia đình này, rồi đến phân khúc sự kiện thì các bác cũng đã biết là có rất nhiều bộ sự kiện ở đây. Đấy, chẳng hạn như là bộ sự kiện em vừa mới giới thiệu với các bác hôm qua đấy ạ. Đấy chính là cái bộ sự kiện về Array, chuyên về dành cho các cái trung tâm tiệc cưới hoặc là các cái bộ sự kiện ngoài trời. Ok, và hôm nay em Dũng xin được giới thiệu đến tất cả các bác một số chiếc tủ máy mà bên em anh đang sử dụng và các cái thiết bị ở trong tủ máy để gửi đến các bác nhé. Đầu tiên thì em xin phép được gửi đến các bác đó là cái tủ máy của nhà hãng DB Acoustic đi. Đấy, một thành phần là không thể thiếu được trong một bộ sự kiện. Một thành phần là không thể thiếu được trong một bộ sự kiện thì các bác cũng đã biết rồi. Thì tùy từng công suất loa này, tùy từng công suất súp mà chúng ta sẽ lựa chọn các cái thiết bị làm sao cho nó phù hợp. Thứ nhất là phù hợp về cái công suất để nó có thể là chơi tốt, hoạt động dài và bền bỉ. Đấy, và thứ hai nữa là về cái phần công suất nó phù hợp thì nó sẽ đi đôi với giá thành. Đấy, các bác cứ để ý xem, những con em đẩy là công suất nó càng lớn thì thường thường giá thành nó sẽ càng cao, và càng hiện đại thì giá thành nó sẽ càng cao. Đó, thì đây em xin được giới thiệu qua về tất cả cái tủ máy của nhà hãng DB trước các bác nhé. Thì riêng tủ máy của nhà hãng DB Acoustic thì đã được gọi là phải nói là đa dạng hóa, đầy đủ, đồng bộ được hầu như là hết tất cả. Tất cả là từ quản lý nguồn, mic này, cốt số, đẩy và các cái dòng đẩy chuyên đánh sắp từ gia đình đến tất cả sự kiện. Thì bên em là bên cơ sở chuyên về sự kiện nên thường thường các cái chiếc đẩy hoặc là những model đẩy bên em lên sóng để gửi đến các bác ấy thì toàn là những em đẩy nó chuyên về mảng sự kiện biểu diễn, thì thường thường là công suất sẽ rất là lớn. Đấy, và cái độ bền thì riêng với của nhà hãng DB Acoustic thì tất cả các chiếc đẩy, đấy, chiếc cốt này thì đều bảo hành 2 năm các bác nhé, đều bảo hành 2 năm. Đấy, 2 năm mà chính hãng. Đó. Thì nhà hãng DB Acoustic thì cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng, cũng đã ra mắt trên thị trường một thời gian cũng khá là dài rồi, chắc em cũng không phải nhắc nhiều. Thì về phân khúc KTV, phân khúc gia đình thì nhà hãng DB Acoustic thì phải nói là rất là các bác yêu thích và ưa chuộng. Ok, và cũng nói sơ qua về cái tủ máy kỹ thuật này thì ở đây em đang lên sóng với các bác thì là khá là đa năng. Với đầu tiên thì như các bác cũng biết rồi, bao nhiêu loa thì sẽ dùng bấy nhiêu đẩy. Thì em sử dụng ở đây là một em đẩy có mã model là T4.20. Đấy, một dòng đẩy này là dòng đẩy Class TD, cho ra cái chất âm và rất là sạch, sáng và trong. Đấy, cái màu âm sắc của dòng đẩy này đấy, thì phải nói là rất là tuyệt vời. Nó có thể là, nói chung là em thì cũng thêm về kỹ thuật một xíu thì em hay dùng em này để nó một cái và có một cái thước đo hay là một sự so sánh để với các cái thiết bị, các cái đẩy của hãng khác hoặc là cái ưu điểm nó để mà khi mà đánh các cái thiết bị biểu diễn ngoài trời phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, hoạt động dài, bền bỉ và ít sinh nhiệt với cái dòng mạch đời mới Class TD này. Hai em đẩy ở đây đều là mạch thuộc dạng mạch đời mới, là mạch Class TD các bác nhé. Đấy, của thương hiệu gọi là phân khúc cao cấp của nhà hãng DB Acoustic. Đó. Thì với em đẩy ở dưới là KD 2000 Plus với 2000W một kênh. Đấy, ở trở kháng 8 ohm. Đó, thì là một dòng đẩy size 3U với thiết kế mạch sò này, mạch công suất này. Đó, đều là sử dụng
nguồn xuyến, hai em đẻ đều sử dụng nguồn xuyến, nhưng mà sử dụng cái mạch mạch Class TD ấy, và sử dụng cái bộ công suất của nó là chuyên để đánh sắp các bác nhé. Chuyên đánh sắp thì nó khác nhau cái giữa đẩy đánh sắp và đẩy đánh full là như thế nào. Thì thực ra là đẩy đánh sắp thì nó sẽ thiên về dòng hơn, thiên về dòng và cái thông số damping factor, thế là thông số đó thì em hiểu theo 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 cái cách hiểu của em, tức là kiểm soát được cái dao động màng loa, người ta gọi là damping factor. Thì dòng này một đẩy size 3U, cái damping factor của nó là tầm trên 900 các bác nhé, trên 900, nên là để mà đánh súp thì phải nó rất là tuyệt vời. Và cái em đẩy trên này thì là chuyên đánh full đấy. Tủ máy này thì cũng thực sự là bật mí với các bác luôn, là cái tủ máy này là một cái tủ máy mà bên em hay để gọi là làm mẫu này, làm mẫu cũng như là vừa để một cái nghiên cứu để so sánh đó. Các cái model của nhà hãng thì về rất là nhiều, nhưng mà để mà lựa chọn được các cái model nó phù hợp với cái tiêu chí về công suất này, tiêu chí về độ bền này, cũng như là tiêu chí về cái độ đa năng chúng ta có thể phối ghép này, chúng ta có thể là tận dụng để làm sao cho cái hiệu quả nó cao nhất, độ bền bỉ nó cao nhất, thì bên em đang đưa ra một số tủ máy ở đây. Thì đầu tiên em xin được nói về đến tủ máy của nhà hãng DB. Còn là một bộ micro này, bộ micro này thì thuộc phân khúc khoảng tầm độ 5 triệu. Đấy, 4 đến 5 triệu thì một em micro là gọi là K6000, và là một em này thì là khá là đa năng, sử dụng trong các cái show sự kiện mili. Em đã sử dụng trong show sự kiện mili rất là nhiều. Cũng như là sử dụng trong các cái công trình KTV. Thì dòng này thì cho ra một cái chất âm tương đối là ổn định, và thứ hai là sóng sánh thì hoạt động rất là ok. Thì một phân khúc mà phải nói là để các bác dùng gia đình thì đó là quá tuyệt vời rồi. Khi các bác nâng cấp em nó lên cho vào các cái công trình KTV thì em vẫn, nó vẫn cân tốt và độ bền nó đã khẳng định 4-5 năm rồi. Đấy là bên em đã vào những cái công trình KTV làm này, là làm nâng cấp những em mic này. Đấy. Và một em cốt này thì phải nói là một cái phân khúc gọi là rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Em nghiên cứu về phần mềm này, các cái chức năng compressor này, rồi các cái chức năng EQ của em nó phải nói là cực kỳ ổn định, mà cho ra một cái gọi là một cái xử lý rất là mạnh mẽ luôn. Phần mềm thì cực kỳ chuyên nghiệp, full chỉnh tay này. Đấy, với có 4 đường cổng vào và 8 đường cổng ra. Đấy, đều chi tinh chỉnh được hết song song, là từ in và out các bác nhé. Tức là từ in out có thể chi tinh chỉnh song song được hết, và rất là mạnh mẽ. Thực ra là khai thác cái em cốt này thì phải nói là cũng phải nghiên cứu phần mềm một thời gian các bác nhé. Có thể là từ mình có thể điều khiển từ xa qua mạng, hay là chế độ khi nào mình mạng LAN này. Đấy, các bác bắt wifi bác chỉnh được, chỉ cần kết nối em nó vào một cục wifi thôi. Đấy, rất nhiều tính năng đời mới bây giờ mà trong em này. Xử lý thì là tần số lấy mẫu là em nhớ không lầm là 96, và chip xử lý là 128 bit các bác nhé. Đấy. Ok, đấy là tủ máy, em xin được nói là về tủ máy của DB. Với tủ máy này thì cái phân khúc cũng gọi là khá là cao cấp, nên là mức giá thành của em nó cũng khá là cao. Với bên em thì là một đại lý nhà hãng lớn của đại lý lớn của nhà hãng DB Acoustic, nên là mức giá bên em đưa ra thì cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ hợp lý cho các bác cùng nâng cấp, các bác cùng sở hữu, cũng như là muốn hãy liên hệ ngay cho bên em các bác nhé. Đấy, bên em có một mức giá rất là hợp lý và phù hợp để các bác cùng chơi, cũng như là hỗ trợ các bác có thể là nâng cấp đổi mới toàn bộ các thiết bị trong tủ này các bác nhé. Bên em cũng còn thêm rất nhiều chương trình khuyến mại nữa. Hiện tại là bên em đang có chạy một số chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn, ví dụ như là hỗ trợ setup lắp đặt tận nơi của các bác này. Đấy, khi các bác nâng cấp các sản phẩm gì đó đấy, và hỗ trợ thanh lý lại đồ cũ của các bác đấy, rồi tặng thêm các cái sản phẩm kiểu như là kỷ niệm, các cái sản phẩm cũng như là gọi là một chút gọi là kỷ niệm, cũng như là một chút chiên đến các bác, như là các bộ pin sạc chẳng hạn. Đấy là bên em hiện tại đang có một số chương trình rất là hấp dẫn. Đấy, các bác hãy liên hệ ngay cho bên em nhé để hưởng được các cái chương trình khuyến mại hấp dẫn trong đợt này. Và với cái tủ máy này thì với em đẩy T4.20 ở đây, nó là 1200W một kênh với 4 kênh ở trở kháng 8 ohm các bác nhé. Thì em này có thể cân tốt được khoảng tầm độ như Array Bass 30 của nhà hãng DB thì cân tốt được 8 chiếc, tức là 4 cặp các bác nhé. Đấy, một em đẩy này cân tốt 8 chiếc 4 cặp, 1200W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Đấy, cân tốt 8 chiếc Array. Array có thể là 112 cộng này, PR12PR này, đó. Và cái đến là em súp này thì cân tốt một cặp súp kép
của nhà hãng đấy. Em khuyến cáo là cân tốt một cặp xúc kép của nhà hãng DB Acoustic nhá, côn 125 một cặp xúc kép, hoặc là bốn chiếc xúc đơn đấy, cũng côn 125 thì là em này là cân tốt này, với 2000W một kênh đấy. Thường thường xúc thì các bác lên đánh về trở kháng 4 ohm, đánh về trở kháng 4 ohm thì cái dòng nó sẽ lớn hơn, thì nó sẽ lợi về công suất hơn. Khi các bác đánh là 8 ohm, 8 ohm thì sẽ nóng hơn, sẽ nóng dây hơn. Ok, đấy là về tủ máy của nhà hãng DB. Rồi hẹn gặp lại các bác sẽ trong một số tủ máy của nhà hãng khác nữa nhé. Chứ chẳng hạn như bên em có cả nhà hãng PS này, nhà hãng Agly này, rồi một số nhà hãng nữa sẽ gửi đến các bác sau, nhà hãng JD của thương hiệu của Tây Ban Nha nữa. Ok, xin chào các bác nhé. Và bây giờ thì em cũng xin được giới thiệu đến các bác là một cái áp dụng nho nhỏ với bộ tủ máy này các bác nhé. Tủ máy này hiện tại thì bên em đang thực sự là đang cho các cái sản phẩm vào và nghiên cứu từ thùng vỏ thùng và cùng vỏ thùng này, và setup hiện tại em đang setup là 3 way, thì mời các bác cùng thưởng thức một chút chất âm của cái set này bên em vừa mới setup xong. Thì để làm các cái chia ra là nhiều way thì các bác có thể nhìn này, với em code server mạnh mẽ ở đây của nhà hàng DB đấy, subwoofer này đó, thì là bên em đang làm. Với mức âm lượng ở đây em cũng được, cũng là vừa phải, không phải là quá lớn, còn mức âm lượng vừa phải để đủ đo đạc và cũng như là để mình thưởng thức cái bản nhạc, cái chất âm này. Cũng là một cái bản nhạc thử để gửi đến các bác. Nãy giờ giới thiệu nhiều các bác thì chắc là cũng hơi nhàm chán đấy. Rất mong là có các bác ở đây được trực tiếp để trải nghiệm và thử so sánh thử từng chất âm, từng sản phẩm một, thì các bác sẽ được trực quan và cụ thể hơn.